Sẽ luôn luôn thấy là Phương Anh lên trên livestream nặng trong tình trạng là chưa ăn gì, chưa ăn tối, chưa ăn sáng. Tại vì là được ăn rồi nói. Được ăn rồi nói. Nếu như mà ăn trước khi live thì mình sẽ cảm giác như là mình mập lên không? Cảm giác như là mình mập lên mất mấy lạng ấy. Đúng không? Hôm nay ngoài Hà Nội lại bắt đầu mưa lạnh rồi. Hôm nay ngoài Hà Nội bắt đầu lại mưa lạnh rồi. Không phải chocobai đâu, đây là bánh của Hàn Tỉnh. Hôm nay ngoài Hà Nội đã mưa lạnh rồi mọi người ạ. Thời tiết của mọi người ở đấy là bao nhiêu cm? Rồi đấy, ở đấy thời tiết của mọi người là bao nhiêu độ? Chị có em bé rồi hả? Ừ, chị có em 5 em bé rồi. 5 em bé. Ok. Em lúc nào mà trả nhất là chị Minh Khánh Trần. Hello là mình nghe lại bản này. Hello Liên Thu. À mọi người comment đấy, Phương Anh chào một loạt nhé. Ôi bạn này tên Facebook hay đấy. Hello Mio Coco, hello Luis Nguyễn. Lạnh mà chị mặc thế à, lạnh nhưng mà ở trong nhà mà. Bật điều hòa ấm nữa, không có lạnh lắm. Hello mọi người. Hello chị tầng dưới nhá. Sao lại ở tầng dưới, ở cùng tòa nhà với chị hả? Hôm nay chị thưởng gì không? Hôm nay có chứ, hôm nay có thưởng chứ, hôm nay rất là nhiều. Hôm nay rất là nhiều. Chào em, hello. Yêu cậu làm đó, hello Long Thành, hello Định Nguyễn, hello Nguyễn Trung. Đấy mọi người comment đây, hello Vé, hello Ngọc Lượng. Mọi người comment đây, Phương Anh đọc được à? Đọc được comment của mọi người thì Phương Anh sẽ chào nha mọi người nhá. Đọc được cơ. Áo bên trong xinh không? Xinh không? Em sẽ tặng chị một cái nếu mà chị thích. Nếu mà chị thích chị hãy để một dấu không, chị sẽ hãy để lại số 1 ở đây, em sẽ tặng chị cái áo này. Áo mới tinh, em sẽ mua chị áo mới. Còn áo này của em là mọi người đang xin em để ngâm rượu rồi. Ok. Hello Hà Phương Phương, chả biết nói gì ngoài xinh thì cảm ơn. Mình chẳng được cái gì ngoài cái sống ảo cả mọi người ạ. Chị hãy để lại số 1 ở trong livestream của em sẽ mua tặng chị chiếc áo này. Hãy cho em số đo vòng 1 của chị. Ơ, chết rồi, sao lại... Ơ kìa. Sao lại thế? Sao lại mất nhạc của tôi gãy thế nhỉ? Mọi người đợi em 1 phút nhé, chắc là nó bị mất wifi mọi người ạ. Ở bên ngay mà. Biết ngay mà. Hello chị Thiên Ân. Hello chị đẹp. Dạo này chị còn bán ủ cà phê không? Hôm nào ship cho em một gói nhé. Hello chị Thiên Ân. Không phải đâu mọi người, giọng của em là giọng bị thảo mai ấy, chứ ngọt ngào cái nỗi gì. Giọng em nghe chòe chòe nghe kinh lắm. Nhân Trung
chung em bị lệch là bởi vì em đang niềng răng đấy. Cảm ơn Nguyễn Anh nha. Trong lúc mà mọi người đợi nhạc, mọi người có thể sao cái filter này trông nó nhạt nhòa đi. Nhạc ok cho mọi người, nhạc có bị to nhỏ thì mọi người góp ý nhé để em Phương Anh. Lúc nào Phương Anh cũng trông béo lắm, lên livestream lúc nào cũng trông béo. Mọi người đừng hỏi, để cho em béo thế. Nãy em định để góc máy lên như này. Rồi hay để góc máy lên như này. Nhưng mà để góc máy như này thì mới đọc. Đọc được comment của mọi người. Thôi chứ hôm nay mọi người bảo mình béo. Hay là để lên nhỉ? Mọi người link tải game ở dưới comment. Tải game nhanh thì chúng ta vào đây sẽ trò chuyện với nhau. Thật sự luôn đấy, bây giờ hết đến wifi lag, bây giờ đến tiết mục loa hết pin. Mọi người đi cùng với Phương Anh vào trong phòng để lấy cái dây sạc loa. Thật sự luôn. Có nghe nhạc mấy hôm nay đâu nên loa nó hết pin không có biết. Đấy, ngay mà. Mọi người cho em xin một phút nhá, lỗi kỹ thuật, khổ lắm. Ok. Lên nhạc đi, lên nhạc lại đi em ơi. Ok. Được rồi mọi người. Được rồi, được rồi. Hello mọi người, mọi người nhanh tay nha. Cô bây giờ check inbox chưa được. Không phải sao lần nào tôi lên livestream là tôi cũng gội đầu xong rồi cái tóc của tôi nó như giật điện nữa. Em phải ngồi quỳ như này thì nó mới cao được. À đúng rồi, tại sao mọi người nhìn thấy nhìn thấy em béo là bởi vì là em mới đi làm hi phu mặt, nâng cơ mọi người, nâng cơ lên để mất đi cái giãn cười này nên mọi người sẽ nhìn mặt em nó hơi sưng, hơi béo một tí thôi. Đúng rồi, mọi người tinh đấy cho nó trẻ. Ok mọi người ơi, chúng ta sẽ hôm nay sẽ like game không? B52 mọi người ạ. Từ từ lấy máy để đọc comment của mọi người nhá. Chị bày em cách có người yêu trong 10 giây. Làm sao mà bày được cách có người yêu trong 10 giây? Nếu như mà bạn nào mà đồng ý em là người yêu của em trong 10 giây thì bị dễ dãi quá không? Cho anh xin cái nơ áo về tặng sinh nhật vợ. Anh mua hẳn cho vợ anh cái áo mới chứ sao lại xin nơ của em. Chị ơi, chị có tuyển phi công không ạ? Không. Chị sợ đi máy bay lắm. Sức khỏe của chị kém lắm. Nên không thể nào mà tuyển phi công được. Có nhớ lắm nữa thì code thì chắc chắn là sẽ phải up ở lên trên comment chứ. Code nó 10k, 20k. Còn với mã code đối với mã code 50k thì em sẽ chỉ thảo chụp béo thôi. Thả ở trong inbox. Thả không, đây không phải nốt ruồi đâu. Đây là một chiếc mụn xinh xắn vì đến ngày dâu nên nó đã ngoi lên chứ tôi không có nốt ruồi ngực. Để dưới đẹp hơn. Mọi người tải link ở dưới phần comment Phương Anh ghi nhé mọi người nhé. Link hôm nay Phương Anh để cho mọi người tải đó chính là game B52. Với cả ngoài ra mọi người tải link game thì mọi người có thể là tham gia vào group để nhận nhiều khuyến mãi hơn của game đến cho mọi người. Và ngày hôm nay thì những cái mã code mà Phương Anh thả đặc biệt đối với game B52 sẽ chỉ sử dụng cho user mới, những tân binh mới. Ok không? Tài khoản mới mọi người ạ. Bộ neo mới làm để bộ neo mới là màu trắng, rất ít khi làm neo màu trắng, mới làm màu trắng để
để chào đón em quà mới chúc mừng 400.000 follow Instagram vẫn chưa được đập hộp. Cho em gặp Lê Phương Uyên. Phương Uyên hôm nay không ở đây vì Phương Anh sẽ còn rất lâu nữa thì Phương Uyên mới lên livestream. Bởi vì Phương Nguyên còn đang học nha mọi người ơi, nên là rất ít khi Phương Anh cho lên livestream. Chia sẻ nhiều nhá mọi người nhá, mọi người cố gắng là chia sẻ vào các hội nhóm, mọi người để ở chế độ công khai nhá mọi người. Mọi người để chủ đề công khai. Ngày hôm nay thì đối với mã code 50 sẽ chỉ có 10 mã code thôi, không có nhiều như mọi lần là 15 mã code, nên mọi người chịu khó là chúng ta sẽ là người share like nhiều nhất. Và Phương Anh thấy là rất là nhiều bạn như này này, Phương Anh rất là tinh, mọi người để ý nhá. Những bạn mà hay chơi game mà hay share, mọi người biết không, Phương Anh biết là cùng một cái nick đó bạn share có một nick thôi, bởi vì Phương Anh nhìn cái lượt like của Facebook của share, nên Phương Anh biết là mọi người sẽ chỉ share bằng một nick. Thế nên là lấy một nick khác gửi cái hình ảnh đấy vào cho Phương Anh và muốn lấy hai mã code. Phương Anh để ý rất là cẩn thận. Thế nên là mọi người phải share thật nhá. Mọi người phải dùng nick share thật và để ở chế độ công khai thì mới hiện. Đó. Và cái mã code, và những cái mã code mà mọi người Phương Anh thả thì mọi người chỉ sử dụng cho một user và là đó là tài khoản mới sẽ chỉ nhập được một lần, nên mọi người sẽ cố gắng nhanh tay. Link tải game thì Phương Anh đang để ở dưới phần comment. Đây thì là một game thì Phương Anh nghĩ là không có lạ lẫm gì đối với cả những cái bạn mà yêu thích game thể thao hay là game đó. Không có gì để hứng. Cái gì vừa mới đọc với mọi người, nó hỏi cái gì răng lợi lợi ta. Em nhường răng khay trong cast bao lâu và chi phí? Trường hợp của em thì hình như là bác sĩ chỉ định cho em nhường là hơn 2 năm và 55 khay. Thôi đừng nhắc, em lại thấy đau khổ. Bây giờ em mới đến khay thứ hai mấy. Vậy là em đi qua được khoảng tầm 1/3 chặng đường thôi. Buồn lắm. Chia sẻ nhá mọi người, chia sẻ càng nhiều càng ít. Chia sẻ càng nhiều càng ít. Còn ai mà không chơi game thì có thể comment ở đây. Lúc sau này để đọc comment của mọi người. Chị để tóc ra sau hả? Đây, để tóc ra sau nhá. Để tóc ra sau mặt nó cứ bự. Béo quá hả? Thấy bình thường không béo? Mọi người biết sao không? Mùa đông béo một tí ôm mày thích. Mọi người thử mùa đông mà mọi người ôm một cái cục xương gầy tét không có một tí thịt nào thì mọi người sẽ cảm thấy thế nào? Em không béo lắm đâu, em có 45 cân, 46 cân thôi mà béo gì. Nó là mặt em lúc nào cũng tròn. Em nhìn cái máy này bình thường mà sao em nhìn cái máy này em trông béo thật. Mọi người chia sẻ livestream nhá mọi người nhá, và link tải game ở dưới. Ngon hả mọi người, đây mời mọi người ăn bánh cùng em Phương Anh nhá. Em chưa ăn tối nên xin phép mọi người là vừa like sẽ vừa ăn. Hôm nay mọi người bóp một cái bài share ở trên fanpage của em. Đây. Mọi người mà chưa follow fanpage thì mọi người nhớ vào follow fanpage của Phương Anh nhá. Mọi người có thể tìm anh Phương Lê. Anh Phương Lê nha mọi người. Đó. Xem một cái ảnh rất là lâu rồi, post lâu lắm rồi. Ở Facebook cá nhân em thì em ít khi post ảnh hơi táo bạo, nhưng ở bên page thì em hay post hơn. Đây là một ảnh rất là lâu rồi. Không dám post ở Facebook. Dám bắt ở page thôi, nếu mọi người yêu quý thì có thể follow page của em hen. Mọi người chia sẻ đi mọi người. Và game B52 thì mọi người sẽ biết đây sẽ là một game bom tấn số 1 Việt Nam, và cái giao diện của nó rất là dễ dùng, bởi vì đây, đợi một tí mọi người, đợi em đây mọi người đợi nhá, đang lốt để vào vì vừa mới thay wifi nó áo mất ra mọi người ạ. Áo mọi người hỏi mua nhiều thế. Ai thích thì inbox em chỉ địa chỉ. Shop đấy không có thuê em, không thuê em quảng cáo nên không thể nói trên livestream được.
Đây mọi người, đây là cái giao diện của B52 nhé mọi người nhá. B52 cái giao diện thì em thấy cũng rất là dễ chơi đó mọi người ạ. Có nạp tiền, có rút tiền bình thường như bao game khác này mọi người này. Có tặng gift code mọi người. Và hỗ trợ đa dạng nạp rút cho mọi người một như là ngân hàng hay ví điện tử hay thẻ cào. Và sân chơi rất là minh bạch và công bằng luôn nha mọi người. Ngoài cái việc là mọi người tải game theo cái đường link ở dưới ấy, mọi người ạ. Đường link ở dưới thì mọi người sẽ cố gắng là join cả vào group nhá. Cái group mà Phương Anh cũng ghi một link cho mọi người ạ. Có coding book ngày hôm nay là nóng quá. Phải cười tất. Coding book ngày hôm nay 50k. Thả trong phần comment nhé mọi người nhá. Vẫn đang thả cho mọi người mã code 10k đầu tiên. 10k trước, sau đấy thì đến mọi người từ từ nhá. Mọi người thấy em tôi anh kết thúc livestream thôi mọi người. Inbox quá trời. Cũng muốn làm nhanh cho mọi người nhưng mà mọi người phải để Phương Anh xong việc thì mới thả cho mọi người mã code 50 được. Được không? Chị inbox em vừa em share rồi, một lát nữa thì Phương Anh sẽ check nhé. Lâu lắm không nghe cái bản này. Quên cả bản này nó sẽ có bài gì tiếp theo. Mã code 10k Phương Anh sẽ thả trước nha mọi người nha. Chọn là nhạc kiểu vậy hay do mình bật nhỏ. Thế hả mọi người? Thank you mọi người. Những cái mã code mà Phương Anh thả mọi người cố gắng là chúng ta sẽ nhanh tay để lấy, bởi vì là sẽ chỉ có sử dụng cho một user thôi. Một user mà thôi nha mọi người nha. Hôm nay nhiều người bảo mình béo thế. Thôi chết rồi. Hay do mình mặc màu trắng à? Lấy chồng hai thở đã lắm, thở cái đã, tại sao lại phải hỏi nhỉ? Đang hưởng thụ cuộc sống nghe hỏi câu lãng xẹt. Link tải game ở dưới phần comment mọi người ạ. Hỗ trợ cho cả Android lẫn iOS với cả bản máy tính cũng có luôn mọi người ạ. Tại sao lại mặc áo vào đi anh Thứ, anh thấy là nụ cười của em. Thế bây giờ tôi có đang cởi trần cởi chuồng không? Thế sao cứ bảo tôi mặc áo? Mặc như này vào nhá. Chia sẻ live stream nha mọi người ơi. Chia sẻ live stream nhé. Mình sẽ chăm chỉ thả cho mọi người mã code 10k và 20k. Không hiểu sao lên đây trong môi của tôi nhạt 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 thế nhỉ? Xin vía, người yêu tương lai xin như chị. Thế á? Thế mình chăm xem livestream của chị hàng ngày. Chăm xem livestream của chị hàng ngày, nhìn thấy chị hàng ngày thế là xong, về sau yêu ai cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi khuôn mặt này, sẽ tìm những bạn như vậy để yêu. Sẻ livestream nha mọi người. Mấy cái hình bạn đăng là ở Ninh Vân, Nha Trang hả? Đúng rồi, đấy là ở cái gì ý? Cái gì em quên mất, cái đảo nó tên Sixin Ninh Vân Bay á.
không có cốt một. Lúc 5-10 phút lại sờ vào cái điện thoại nữa. Trời ơi. Tại sao mọi người lại tin cái link ở trên mạng là của Phương Anh không phải không? Link của Phương Anh là dưới phần comment. Mọi người nhấp vào đấy. Không ai đi mà lộ link mà bị quay trộm. Mà bị quay trộm mà có 2 phút như thế được. Được luôn đấy. Chả hiểu sao luôn đấy. Hãy là những người sử dụng internet thông minh. Thông minh lên các bạn. Là nhạc của Mai Hào á. Mai cũng thấy hay mà. Chia sẻ livestream nha mọi người ơi. Đây thả tiếp cho mọi người mã code 10k. Mọi người ở ngoài tải game ra, mọi người cố gắng là chúng ta join vào group của B52 để lấy nhiều khuyến mãi và ưu đãi nha mọi người nhá. Okay, không mọi người. Mũi sửa mọi người, đây cho mọi người nhìn xem mũi sửa không? Nếu như mũi của em sửa thì mọi người không thể nào mà vặn được như thế này đâu. Và mũi sửa ở chỗ này nó phải hếch lên chứ. Nghĩ sao đây bảo mũi sửa, trời ơi. Em muốn sửa mũi lắm nhưng mà mẹ em không cho. Ủa mọi người ơi, thì cái hình xăm giống thì là 1.000 con nó xăm cái hình đó nên cứ phải là Phương Anh hả mọi người. Trời. Mọi người thật là buồn cười. Ok, chia sẻ 75 nhóm rồi ạ. Thì chia sẻ nhiều hơn nữa, một lát nữa cuối livestream thì Phương Anh sẽ thả cho mọi người mã code nhá. Cho anh xin địa chỉ, anh muốn tặng em iPhone 13 Lite cho nét. Em cảm ơn anh, em đã có rồi đây. Nhưng mà em chưa đập hộp. Đây là một con iPhone 13 khó là vất vả để tìm. Vì mọi người năm nay sẽ chỉ có đổi iPhone 13 màu xanh là nhiều đúng không? Và là bản Pro Max này. Bản Pro Max này nó rất là nhiều. Nhưng mà năm nay mình khác người. Mình muốn đổi iPhone 13 bản Pro thường màu trắng. Không thích màu xanh. Không thích theo số đông. Của mình một kiểu. Mọi người yên tâm đi. Nó sẽ khác người như vậy. Thích vậy đó mọi người. Mọi đừng comment nhiều quá. Nếu như mọi người comment nhiều quá thì lát nữa cái livestream của Phương Anh sẽ bị thành spam. Mà spam là sẽ bị xóa mất livestream đi đó mọi người ạ. Lợi hơn tí. Anh không thích nghe non stop. Oh,
chia sẻ nha mọi người ơi. Bây giờ để xem đang được bao nhiêu lượt chia sẻ. Lắc của máy lắc. Đừng comment nhiều nhá Kim Khánh ơi, vì comment nhiều là chị sẽ bị thành spam đấy. Chị sẽ bị thành spam đó. Mới có 104 lượt chia sẻ thôi. Đâu phải 1000 share đâu. Nhiều hơn đi mọi người ơi. Còn những cái share mà em thấy mọi người thích chơi đến mức mà mọi người share lên 2000 share luôn mọi người ạ. À, chị đợi em mang bia xuống uống nha. Ủa, biết chị ở đâu mà mang bia xuống uống, chị không biết uống bia đâu. Cái máy mà mình đang like, cái màu nó đẹp hơn cái máy này, nó nhợt nhạt thế nhỉ. Cho em xin 50 mã code 50 chị sẽ chỉ thả ở trong like, à nhầm, trong inbox thôi. Chịu khó sẽ livestream. Mọi người tải game đi mọi người. Đây là cái giao diện của game này mọi người này. Mọi người nhìn thấy không? Rất là dễ chơi. Có phần nạp tiền, xong có phần rút tiền. Và có phần nạp tiền rút tiền. Và cái mà mã mà Phương Anh thả cho mọi người thì là cái phần gift code. Mọi người kéo xuống cuối nó sẽ là gift code đó mọi người nhá. Mà hôm nay sẽ chỉ có 10 code thôi. Hãy cho mình xem cánh tay của mọi người. 1000 share, 2000 share. Cái nhạc này nó hơi ấy, nó không hợp cảnh lắm ha. Đợi Phương Anh đổi nhạc nha mọi người nhá. Em thật xinh gái. Thank you anh. Link tải game ở dưới phần comment mọi người ạ. À, với cả mọi người nhớ là vào group của B52 để mọi người nhận nhiều ưu đãi nhé mọi người nhá. Rất là nhiều cái event hoặc là cái ưu đãi mà chỉ có ở trong group. Những dân chơi chuyên nghiệp vào đấy để nhận những ưu đãi nhé mọi người nhá. Rất là nhiều game cho mọi người, đầy đủ game, không có thiếu game gì mọi người ạ. Đây, giao diện rất là dễ chơi cho mọi người luôn. Đó. Nạp rút tiền thoải mái cho mọi người, hỗ trợ nạp rút cho mọi người 1-1 qua ngân hàng này, hay là thẻ cào này. Đó, mọi người cũng có thể rút được nữa mọi người nhá. Đâu rồi, mất tiêu đâu rồi. Mọi người ơi, cái gift code mà Phương Anh thả cho mọi người là sẽ chỉ sử dụng được cho user mới. Mọi người hãy nhớ một... nhớ là cái code đấy chỉ sử dụng cho user mới nhá mọi người nhá. Cái gì đây mọi người? Xem like, em chỉ muốn vuốt sang phải. Vuốt sang phải là làm gì? Đau quá, không thể quỳ được nữa. Phải ngồi thôi. Mọi người ơi, không phải mọi người inbox em mà mọi người phải ấy, em quên mất thả đấy, để em thả mã code tiếp. Mà mọi người phải
người phải gì nhỏ, mọi người phải chia sẻ cho em. Linh nhạc này mọi người phải mua, Phương Anh còn chưa mua nữa, là mọi người nghe trên này mọi người thấy hay đúng không? Phương Anh cũng thấy hay nhưng mà chưa có mua mọi người ạ. Link tải game ở dưới phần comment này mọi người này, khi mà mọi người tải game về ấy, thì cái giao diện của game nó sẽ, cái hình của game nó sẽ không có hiện là B52 luôn đâu, nhưng mà nó sẽ là một game khác có tên là B Studio. Mọi người cứ tải về nhá, sau đấy thì ra cái giao diện, một lúc nó tải xong nó sẽ giao diện của game như này đó. Và tải game rồi thì trong lúc mà đợi tải game thì mọi người có thể là tham gia vào trong cái group của B52 để nhận nhiều khuyến mãi hơn. Đây thả sẽ cho mọi người mã code 10k nhá. Mã code này chỉ sử dụng được cho một user thôi, và user mới mọi người ạ. Sao ở trong này cái môi của mình nó cứ nhạt nhòa nhỉ? Em đi nhường răng ở đâu đấy? Nhìn răng ở nhà khoa Phương Nam nha mọi người. Nhà khoa Phương Nam. Cái này mình rõ để cái đó, chị cởi áo em gửi chị 50 triệu. Thật không? Có thật không? Cởi áo ngoài luôn. Cởi luôn áo khoác luôn. Cởi luôn áo khoác luôn. Bạn lên code đấy mọi người ạ, có thể là mọi người không để ý. Quay nào, nó vẫn đăng lên code đấy, mọi người để ý comment. Không thể nào mà bảo là chị ơi cho em cái đi. Mọi người phải cố gắng bằng sự chia sẻ và chăm chỉ chia sẻ livestream và tương tác. Ở bên Instagram đang inbox quá trời, bởi vì là hôm nay đang bảo mọi người là nếu như ai chụp được cái màn hình được 400.000 người theo dõi thì sẽ tặng cho bạn đấy 400.000. Thế là mọi người đang inbox quá trời luôn. Ai mà không follow Instagram Phương Anh thì mọi người nhớ follow nhé. Đó. Bên này em cũng có một vài bức ảnh em không bao giờ post ở Facebook. Nhiều người lắm mọi người ạ. Đây mọi người inbox quá trời. Đây nữa, ở trong phần tin nhắn chờ nữa nè. Như lát nữa sẽ check một cách minh bạch cho mọi người. Hà tiếp code cho mọi người nha, mã code của B52 nha mọi người. Chia sẻ của mọi người nhé. À quên mất, để Phương Anh đăng nhập nhé mọi người nhé. Để Phương Anh đăng nhập cho mọi người xem là ở trong tài khoản của Phương Anh đang có bao nhiêu tiền ở trong game B52 nhé. Mọi người đợi Phương tí. Đăng nhập nhá mọi người nhá. À không phải là ngón giữa em sơn bay màu đâu, mà là em sơn lóng lánh đấy. Em sơn lóng lánh để cho nó khác đấy. Em sơn lóng lánh để cho nó khác ấy, chứ không phải là em bị bay màu. Đây mọi người này, đây sẽ là cấu hình của game nhá mọi người nhá. Tôi sẽ nói qua cho mọi người nạp tiền để xem mọi người bấm vào đây. Đây. Và có rất là nhiều phương thức để cho mọi người nạp tiền vào game. Đấy chính là chuyển khoản, internet banking, thẻ cào, Momo và gift code ở cuối cùng. Đấy chính là cái phần mà Phương Anh tặng cho mọi người trên livestream.
đúng không? Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể là rút tiền này mọi người này. Đó, và giao diện thì rất là dễ chơi thôi, và hỗ trợ mọi người 24/24 nếu như có thắc mắc gì nhá mọi người nhá. Hiện tại là trong game của chúng ta đang có, Phương Anh đang có gần 6 triệu. Mọi người có thể chơi rất là game ở trong này. Và ngoài ra thì mọi người cố gắng là chúng ta sẽ join vào group của Facebook. Đây không phải nhà của anh Tilo. Đây không phải nhà của anh Tilo đâu mọi người ạ. Mọi người có thể là join vào group của B52 để mọi người có thể nhận nhiều ưu đãi hơn, nhiều khuyến mãi hơn khi chơi game, hoặc là có những cái mini game gì đó mọi người ạ. Đây là cái tóc ngắn, tóc thật. Son gì thế? Đây chị dùng son này. Em phải tìm mua son nát. Son nát màu Aragon nha. Nhưng mà ở trong livestream nó bị nhạt hơn á. Trong livestream nó bị nhạt hơn một chút đấy mọi người ạ. Trong livestream nó bị nhạt hơn đấy mọi người ạ. Ở đấy, cái list nhạc này chỉ có mỗi bao nhiêu 8 phút thôi. Còn muốn nghe thì phải mua của anh đó mà chưa có tiền mua. $440 lận. $440 lận đó mọi người. Bây giờ mới bắt nhạc của anh Tilo này. Ok mọi người ơi, bây giờ sẽ cho mọi người mã code tiếp tục, mã code 10k nhé mọi người. Chỉ hiện là người đang xem bắt đầu lại bị ẩn comment. Linh nhạc không có, linh nhạc ở đây chỉ có mỗi từng bài một thôi, không có linh nhạc đâu. Bài này là bài đêm say remix, mọi người thì tìm. Xe hai Facebook dồn lại nha. Được, nhưng mà hai Facebook đấy của em là hai Facebook gì? Hai Facebook đấy của em hai Facebook gì? Hôm nay sẽ chỉ có 10 mã code đấy thôi. Các mọi người đừng spam. Mọi người hãy chỉ cần comment không? Mọi người sẽ chỉ cần comment một lần thôi thì quen sẽ đọc được rồi. Bây giờ mọi người cũng spam nhiều ấy. Cái gì cởi áo đó. Mọi người comment nhiều thì lát nữa thì cái livestream của Phương Anh sẽ bị thành spam, sau đấy thì Facebook nó sẽ tự khóa lại. Lần trước cái livestream gần đây đã bị như vậy đó. Hôm sau là Facebook nhắn lại là nội dung này của bạn đã bị spam quá nhiều nên là đã không còn nữa mọi người ạ. Thế nên là mọi người không có click được vào trong cái đường link của Phương Anh Kim để mọi người chơi game. Lát nữa thì Phương Anh sẽ check nhá mọi người nhá. Nốt cho mọi người những cái mã code 10k này mọi người này. Hôm nay không dám trang điểm mắt đậm quá nên là nhìn nó hơi có bị nhạt nhòa một tí. Zoom gần cho mọi người sẽ nhìn thấy cái vẻ béo của mình. Nãy giờ có cái sô cô la.
mà không biết. Instagram lắm nữa chị chết. Chị đang like mà. Facebook Nguyễn Minh Huấn đấy chị, lát nữa chị check nhá, bởi vì nó quá nhiều tin nhắn chờ ấy mọi người ạ. Mọi người nhớ là chịu khó gửi ảnh. Mà nếu như mọi người dùng một nick comment, à một nick share nhưng mà lại lấy hai nick để xin code thì Phương Anh cũng biết đấy nhá. Bác sĩ Hải á, bác sĩ Hải thì không thích bài nào. Kéo từng người có chữ gift code này. Cái mã code này nhiều bạn hay hỏi Phương Anh là chị ơi em không nạp được. Mọi người biết sao không? Bởi vì mọi người đã là tài khoản đã đăng ký rồi, là user đã từng sử dụng rồi, thế nên là không có nạp được. Bởi vì là cái này sẽ chỉ dùng cho user mới thôi. Chỉ sử dụng cho user mới thôi mọi người ạ. Lạnh lắm, ngoài Hà Nội giờ này cũng hơi lạnh rồi. Tiếp nha mọi người nhá, những cái mã code 10k tiếp nhá. Nãy đi ra ngoài Hà Nội còn vừa lạnh vừa mưa cơ. Bây giờ chúng ta sẽ chuẩn bị tiếp tục đến 10 mã code, là mã code 20k đấy mọi người ạ. Gọi Phương Nguyên vô like không? Phương Nguyên sẽ còn rất lâu nữa mới được lên live với các Phương Anh. Đang phạt. Đùa ấy mọi người ạ. Ôi, đang phạt mà là Phương Nguyên còn phải đi học, không có được tham gia vào những cái live như thế này. Thời gian này dành để học ở nhà, của bố mẹ việc nhà. Không có like. Hình như em trúng giải 400.000. Không phải mọi người ạ, ở bên Instagram em chơi vui mọi người nhé. Em nãy là 399.000 follow đấy, em mới trêu mọi người là ai chụp được 400.000 follow đầu tiên em sẽ tặng bạn đấy 400.000 Việt Nam đồng. Lát nữa em sẽ check xem ai là người chụp đầu tiên này. Đây tin nhắn này sẽ có là mấy giờ trước này. Đậu đâu. Xem ai là người đầu tiên, sau đấy thì tặng bạn đó 400.000. Lần sau lên 450.000 thì cũng làm vậy. Bao giờ nhỉ? Ôi bao giờ Instagram mình được 1 triệu. Bao giờ mọi người. Link tải game đây mọi người ạ. Ngoài link tải game ra thì cái phần mà em ghim ấy mọi người, em mọi người thấy không? Ngoài link tải game ra thì còn có cả cái group của B52 để mọi người chịu khó là tham gia vào group nữa cho Phương Anh nhé mọi người nhá. Tí nữa check nhá mọi người ơi. Và bây giờ chúng ta sẽ lên những cái mã 20 code 20k nhá mọi người nhá. Bài gì đấy? Sao nghe chẩu ấy. Ôi buồn cười, chiều nay ám ảnh bài này luôn. Tại Facebook em bị chặn nhắn tin rồi chị ạ. Chị dẹp tin nhắn của Facebook kia nha. Ok. Nhìn này hơi mập hả mọi người? Không phải mà, muốn đi làm mặt vì mà. Muốn đâu thì phải mập chứ. Đây mã code 20k em mọi người nhá. Bài này tự nhiên nó lại hot lại rồi mọi người nhỏ. Bài này ngày xưa là của nhóm HKT đúng không? Đúng, ngày xưa bài này là của HKT không? Em nhớ thế. Em nhớ ngày xưa bài này của HKT. Thỉnh thoảng ấy mọi người ạ, cái đường link mà Phương Anh cho mọi người vào ấy nó hơi bị lỗi vì nhiều người đang truy cập ấy. Thì mọi người cố gắng là vào đi vào lại đăng ký lại cho Phương Anh nhé mọi người nhá. Thank you mọi người. Đây thả tiếp cho mọi người mã code 20k nhá. Hôm nay 20k
tranh thủ nhanh tay nhé mọi người nhá. Đây, game đây, giao diện của game đây. Ôi chết rồi, đây sẽ là giao diện của game B52. Có đầy đủ trò chơi cho mọi người trong này luôn. Các loại bộ môn thể thao luôn. Đó, rất là nhiều game giải trí cho mọi người. Thế nên là mọi người tải về, mọi người phải tự trải nghiệm thì mọi người mới thấy nó hay là điều gì. Mọi người đừng khi mà em quay like xong mọi người đừng gọi điện thoại, gọi Facebook nhá. Facebook em bị lag ấy. Mọi người từ từ để em sẽ check. Với cả sẽ chỉ có 10 mã code 50 ấy. Thế nên là mọi người phải thông cảm cho em là em sẽ chỉ check được ai mà mã code mà chia sẻ nhiều nhất. Trên TikTok nhỉ, đáng yêu ghê. Mấy nay bận còn chả lên được TikTok không mọi người ạ. Nhưng mà còn rất là ít mã code nữa thôi, mọi người phải tranh thủ nhá. Đang lên rất là ít mã code nữa. Bài này ngày xưa của HKT ha. Chú mưa. Chết rồi, máy này nó báo là hết dung lượng 3G. Hết dung lượng 3G. Em giờ nhiều tóc. Ăn nhiều không? Chia sẻ live stream nha mọi người ơi. Mà em cảm thấy thỏa mãn. Mọi người comment một lần thôi, lát nữa Phan sẽ tắt đi và Phan sẽ đọc được. Chứ mọi người comment nhiều như này lát nữa sẽ bị thành spam của livestream nhá mọi người nhá. Vẫn lên code cho mọi người mà, lên liên tục cho mọi người đấy. Ôi thề luôn, không bao giờ nghĩ là một cái bài share, chỉ là một cái bài share lại thôi bình thường nhá. Bình thường bài share ở trên Facebook là sẽ rất khi được nhiều like mà không thể tin được bài share này được 20.000
Sao cái môi của tôi cứ bị nhợt nhạt đi, bực thế nhỉ? Đây là con trai nha mọi người. Em mà là con trai, mọi người phải nhìn của em là có cái gì ở đây nhỉ? Có cái gì nhỉ? Yết hầu à? Đúng không? Nhưng mà bây giờ mọi người ạ, các bạn mà LGBT đi chuyển giới đẹp lắm. Ôi, em Facebook của em một bạn. Trời ơi mọi người ơi, nếu như mà không biết, mà không có những bài báo thì không bao giờ em biết được là bạn đó đã từng đi chuyển giới. Hoặc là không nghe giọng, không nghe kỹ giọng nói của bạn đó thì em không bao giờ biết là bạn đó đã lạc là con trai trước đây. Bây giờ bạn đi làm, bạn chuyển giới rất là đẹp, rất là xinh. So với một người trước đây là đàn ông, em thấy như thế là rất là đẹp. Nên là không thể biết được. Chị bạn đó cũng mất cái đoạn này nhá. Không biết là làm sao mà cũng không có cái đoạn này này mọi người này. Không có cái đoạn này này. Đó. Không phải tóc bết đâu, tóc vừa mới gội đầu xong nó bị dựng ngược lên, không phải tóc bết. Trời ơi mà người nha, nuột nà 3 phòng 90, 60, 90 luôn. Và thậm chí là cái phần nhạy cảm nhất nó cũng phẳng lì. Trời ơi bây giờ mình thấy là cái công nghệ phẫu thuật thẩm mỹ của Việt Nam, của quốc tế nó đỉnh cao là như thế nào luôn. Bởi vì bạn ấy rất hay chụp bikini. Zoom ra cái đoạn đấy không thấy một cái gì luôn. Nhìn thật sự. Nói chung là một trong những ca chuyển giới khá là hâm mộ. Có phát cốt riêng 50k. Xinh lắm, bạn ấy xinh lắm. Mà khi mà bạn đi live stream, bạn nói chuyện thì giọng của bạn ấy chắc là, không biết là bạn ấy có phải tiêm hormone không, nhưng giọng của bạn ấy không có quá ồm, rất là điệu. Mà nghĩ là sau này nếu mà có điều kiện và có thời gian rồi các thứ thì nghĩ là bạn ấy cũng sẽ nhẹ nhàng và mềm mỏng hơn. Bây giờ nhiều lắm mọi người ơi, nhiều bạn xinh lắm, xinh hơn con gái thật sự luôn ý. Không, chị không có nhu cầu chuyển thành đàn ông. Nếu như mà kiếp sau có được chọn làm đàn ông hay là đàn bà thì thật sự là chị vẫn đã chọn giới tính nữ. Nhiều lần nói rồi. Dù như thế nào đi chăng nữa thì vẫn muốn làm phụ nữ. À không, quên. Vẫn muốn, kiếp sau vẫn là muốn làm phụ nữ, nhưng mà phải là phụ nữ đẹp. Nói thiếu. Mọi người link tải game ở dưới phần comment. Đúng rồi, ghi mới mọi người ạ. Và mã code thì Vân sẽ thả nốt cho mọi người những cái mã code cuối nhé mọi người nhá. Những cái mã code cuối của 20k mọi người ạ. Nên mọi người chịu khó là share live stream và nhanh tay nhé mọi người nhá. Ngoài cái link tải game thì mọi người nhớ làm. Đúng rồi, link nhạc đấy phải mua. Em không có tiền mua, em đang phải bật chùa. Nên là chỉ có vài phút thôi. Bật chùa là có vài phút xong nó sẽ next set khác. Đợi bao giờ em có tiền em sẽ mua cả link nhạc. Mà link nhạc đến mua xong mọi người tự nhiên live stream của em mọi người nghe free. Mọi người cố gắng là tham gia cả vào group nữa mọi người ạ. Không mọi người, em không có nhu cầu chuyển giới mọi người ơi. Em thấy đàn ông là những niềm đau nên là em không cảm thấy là không muốn làm đàn ông. Không muốn làm đàn ông. Buồn lắm. Nên là lần nữa sinh ra thì em vẫn muốn mình làm phụ nữ. Nhưng nếu được thì em vẫn muốn làm phụ nữ đẹp. Mọi người đừng comment một cái nội dung quá nhiều lần như thế mọi người ạ. Bởi vì là sẽ bị thành spam đấy. Spam nhiều thì cái livestream này của Phương Anh sẽ bị xóa này.
Thứ hai là lần sau thì khi mà Quang live stream thì mọi người sẽ bị chặn với mọi người ạ. Sao mọi người chia sẻ nhiều mà Quang không thấy nhá mọi người nhỉ? Hello Ngọc Hân, hello bé Ngọc Hân. Ngọc Hân ở đâu ta? Hình như bạn Ngọc Hân này là ở trong Sài Gòn đúng không? Xin một trách mà ưng nhất á. Chưa giờ toàn trách nửa mùa em không biết được trách nào em ưng nhất. Ủa sao bảo cơ bên D trời. Thả nốt nữa mọi người nhá. Thả nốt cho mọi người mã code 20k này. Sau đấy thì Phương Anh sẽ chuẩn bị tắt live stream. Bởi vì là chúng ta sẽ đến giờ phải đi ăn tối đó mọi người ạ. À, cái áo trong cái ảnh á mọi người, thật ra là lúc vừa đấy là lúc vừa chiều xuống rồi, cái ảnh bikini chụp cờ Mỹ đó là mặt trời lặn rồi, không có mặt trời nữa đâu, hết mặt trời rồi, thế nên là hết mặt trời rồi, thế nên là mới chụp bị tối như thế ấy. Còn cái ảnh mà chôn mọi người là cầm áo thế thôi, xong rồi mặc vào luôn, biết sao mới dám nghịch vậy. Bởi vì là cái căn Phương Anh ở sẽ chỉ có một mình thuê thì mới dám làm vậy. Và xung quanh không có ai thuê cả, một mình một biển, một mình một căn, một mình một hồ mới dám làm vậy nha. Chứ còn ở đấy mà đông người thì không có dám làm như thế đâu mọi người ạ. Nên là bóc ảnh vui vui cho mọi người như thế thôi. Chia sẻ nốt những mã code cuối cùng cho mọi người nhá. Và sau đấy thì Huy Anh sẽ chuẩn bị kết thúc live stream. Mọi người sẽ cố gắng là join vào cái group của B52 để mọi người sẽ nhận thêm nhiều mã code hơn này. Mọi người hỏi mã code và nhận thêm nhiều ưu đãi hơn. Và có những cái khuyến mãi sẽ chỉ ở trong đó mới chia sẻ cho những cái thành viên ở trong đó mới biết thôi. Và link tải của game B52 thì Huy Anh sẽ lát nữa khi mà tắt live stream đi thì sẽ để ở phần caption cũng như vẫn để sẽ ở phần comment cho mọi người đó. Và link B52 thì vẫn hỗ trợ cho mọi người cả về iOS lẫn Android này, và bản PC mọi người cũng có thể chơi được. Cấu hình chơi rất là đơn giản, dễ sử dụng, nạp tiền một cho mọi người qua thẻ ngân hàng này, ví Momo này, chuyển khoản này đó, rất là nhiều cái phương tiện hiện đại. Và ngoài ra thì mọi người cũng có thể nào rút tiền qua những cái phương tiện đấy luôn, được không? Và sẽ hỗ trợ cho mọi người 24/24 có người giải đáp thắc mắc của mọi người qua tổng đài. Thế nên là mọi người nhớ là tải game về và join vào cái phần group nhá mọi người nhá. Thế nên là bây giờ còn khoảng tầm 2 phút nữa sau đấy thì Phương Anh sẽ tắt live stream đi để chuẩn bị phải đi ăn một cái gì đấy buổi tối thôi, bởi vì là cũng đói quá mọi người ạ. Còn đối với những cái bạn mà đã chia sẻ live stream này nhiều lần nhất, Phương Anh sẽ nhấn mạnh nhiều lần nhất và để ở chế độ công khai và minh bạch nhất, mọi người cố gắng là như vậy, thì Phương Anh sẽ thả tặng cho mọi người mã code 50k ở trong phần inbox sau khi kết thúc live stream từ 30 phút cho đến 1 tiếng. Phương Anh chưa thì có thể check được luôn, mọi người cố gắng thông cảm cho Phương Anh nhá. Và sẽ chỉ có 10 mã code thôi, nên là 10 nick Facebook chia sẻ nhiều nhất thì Phương Anh sẽ gửi tặng mã code 50k đó cho mọi người. Và mọi người lưu ý là phải cái mã code đó cũng sẽ chỉ dành cho những ai mà là user mới. Thế nên những user mà đã có tài khoản rồi thì mọi người đừng hỏi là tại sao là không nhập được mã code nữa mọi người nhá. Đó, và khi mà mọi người xem livestream của Phương Anh thì có một cái tip đấy chính là Phương Anh muốn là mọi người đừng comment quá nhiều cùng một nội dung. Không thì cái livestream của Phương Anh bắt đầu nó bị Facebook báo cáo là spam, sẽ bị mất cái livestream này ấy, mọi người ạ. Còn bây giờ thì rất là cảm ơn mọi người. Rất cảm ơn mọi người đã ngồi đây xem livestream cùng với Phương Anh vào một ngày Hà Nội mưa 20-22 độ như thế này. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người, chúc mọi người ngon sớm nhá. Đây, zoom gần ra mọi người ạ. Bây giờ thì chúc mọi người ngủ ngon sớm, mong mọi người sẽ có những giấc mơ đẹp. Và mai sẽ là một buổi làm cuối tuần rồi đúng không? Đó, và chúc mọi người sẽ có một cuối tuần vui vẻ hơn. Và hẹn gặp lại mọi người vào những cái live stream sớm nhất nếu như mà Phương Anh sẽ còn live nha mọi người nhá. Còn bây giờ thì bye bye mọi người.
rung lại rồi bye bye nhá. Bình tĩnh. Không làm nào rung lại chứ thôi. Ủa? Ok.